Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, ảnh hưởng của không khí lạnh đang giảm dần, vì thế nền nhiệt thấp nhất đêm qua và sáng sớm nay ở Bắc Bộ có xu hướng tăng nhẹ, với mức nhiệt ngoài trời lúc này ở vùng núi đều cao trên 13 độ, vùng đồng bằng nhiệt độ cao trên 15 độ. Trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh bước vào giai đoạn ổn định và có xu hướng suy yếu dần. Cùng với đó, Bắc Bộ duy trì tình trạng khô ráo, hửng nắng về trưa và chiều. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực Đông Bắc Bộ sẽ từ 20 cho đến 23 độ. Còn với khu vực Tây Bắc Bộ, nhiệt độ trong khoảng từ 23 đến 25 độ. Trời chỉ còn rét về đêm và sáng. Với miền Trung, đêm qua chỉ còn mưa rải rác. Trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh yếu đi. Những cơn mưa ở Trung Bộ sẽ giảm nhanh xuống chỉ còn một vài nơi. Nhưng tình trạng mây nhiều thì vẫn duy trì gần như suốt cả ngày ở một dọc các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế. Do vậy, mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực này chỉ duy trì trong khoảng từ 21 đến 24 độ. Do xu hướng giảm mưa nên khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Quảng Ngãi có nắng về chiều, nhiệt độ duy trì trong khoảng từ 23 đến 25 độ. Còn ở các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận, trời có nắng từ trưa nên nhiệt độ ngày hôm nay sẽ ở mức cao từ 25 đến 28 độ. Trong ngày hôm nay, cả hai khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên cũng đều có nắng từ sớm. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên sẽ ở mức cao từ 26 đến 29 độ. Trong khi đó ở khu vực Nam Bộ, nhiệt độ ngày dao động trong khoảng từ 30 đến 33 độ. Trên biển, khu vực phía Bắc của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Tây của huyện đảo Trường Sa, trong ngày và đêm hôm nay tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 3 đến 4 mét khiến cho biển động. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.